con lân trong đời sống văn hóa của người Việt, nó là một biểu tượng sống động cho sự tiếp biến văn hóa từ văn hóa cung đình chuyển sang văn hóa dân gian, từ văn hóa bác học chuyển sang cái đời sống thế tục. Về mặt tổng quan thì cái thế phong thủy của đất Huế là đất lân nhí cầu, từ cái hình thái tự nhiên cho đến cái hình tượng mỹ thuật, nó trở thành một cái điều đó rất gì đó rất đặc biệt của cái vùng đất Huế này. Nếu không có được con lân thì thiếu đi một sự nhắc nhở về một lối sống của Huế. Bộ tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng phân định thành hai cặp phạm chủ Thái Dương và Thiếu Âm. Trong nhị cặp Thái Lưu song hành, Rồng, Lân tạo nên Thái Dương. Tuy nhiên, Lân xuất hiện muộn hơn Rồng. Theo Đại Việt giai thoại, phải đến thời Lê thì kỳ Lân mới xuất hiện và phổ biến. Nhưng vào thời Nguyễn thì linh vật này xuất hiện với mật độ dày đặc trong chốn cung đình. Trong truyền thuyết của các quốc gia thuộc khu vực Đông Á, hình tượng kỳ lân được coi là linh vật biểu tượng cho điềm lành, chữ tín và lòng trung thành. Hội tụ những đặc tính của linh vật thiêng, kỳ lân đi không chạm đất, với một cái sừng màu nhiệm ở trên đầu, nó có thể hút bất kỳ những điều phi đạo, tà đạo. Chính vì lẽ đó, hình tượng kỳ lân được Nho Gia sử dụng để biểu trưng cho đạo học của cả một thời đại. Biểu tượng kỳ lân hay biểu tượng long mã đó là một sự tích hợp của lịch sử, của những cái hình ảnh các con vật thiêng. Trong đó hai cái con vật long mã và kỳ lân vốn là hai con vật khác nhau, nhưng đến triều Nguyễn lại được đồng nhất là một. Triều Nguyễn là một triều đại đã đẩy Nho giáo lên địa vị chí tôn. 9 vị chúa, 13 vị vua muốn tạo dựng Giang Sơn là mảnh đất của Nho học. Chính vì lẽ đó, họ cùng lúc sử dụng biểu tượng rồng và kỳ lân thích hợp trong biểu tượng long mã để đi song hành với sự thịnh trị của triều đại. Xuất hiện ở mức độ dày đặc đến mức là người ta cho rằng là bên cạnh con rồng là biểu tượng cho nhà vua, thì long mã gần như là biểu tượng cho cái cá tính tương đối phổ biến của Huế. Bởi vì long mã theo cái quan niệm của người xưa cũng là biểu tượng của người quân tử. Nó có cái đầu hình con rồng, thân hình con ngựa. Rồng thì bay lên, ngựa thì chạy bề ngang. Tức là biểu tượng cho trục tung và trục hoành. Tung hoành đó là chí khí của người quân tử. Người ta nói rằng là lúc nào đó bỗng nhiên nhìn lên bầu trời thấy đám mây ngũ sắc và con lân xuất hiện, đó là triều đại Thái Bình và xuất hiện Minh Chúa. Có nghĩa là gắn liền với cảm triều đại. Và con lân có một ý nghĩa rất tập trung, đó là biểu tượng cho chữ tín, cho niềm tin, cho sự bền vững, cho triều đại Thái Bình. Đó là lý do vì sao biến thể của kỳ lân là long mã luôn xuất hiện tại cổng chính của các cung điện. Như trong Tử Cấm Thành, long mã hiện diện trước điện Thái Hòa, nơi diễn ra các sự kiện lớn của cả hoàng triều. Long mã trong bối cảnh này lại mang thiên chức chứng giám lòng trung quân, chí khí nam nhi của các bậc quan văn, quan võ, phò tá triều đình. Long mã chế ngự những điều phi nghĩa, ngăn cản những biểu hiện tà ám đi vào cung đình. Chiếc ấn truyền quốc của các chúa thời Nguyễn, ở đây nó là một hiện vật lịch sử khá là thú vị. Các chúa Nguyễn ở đây là không sử dụng hình tượng rồng, mà chỉ sử dụng hình tượng lân. Đây là cái ấn rất quý báu của dòng họ. Cái ấn đặt nền tảng cho toàn bộ cái cơ nghiệp của họ phát triển vào đất phương Nam. Vì vậy đối với triều Nguyễn thì cái ấn kỳ lân vẫn được xem là ấn truyền quốc.
trong 143 năm trị vì, triều đình nhà Nguyễn đã đúc hơn 100 chiếc kim ngọc bảo tỷ khác nhau. Những bảo tỷ quan trọng của hoàng đế luôn được khắc tạc hình tượng rồng. Nhưng có một chiếc ấn được truyền đời từ thời quốc chúa thì nằm ngoài quy luật ấy. Mùa đông năm Kỷ Sửu 1709, Minh Vương Nguyễn Phước Chu đã cho chế tạo bảo ấn ghi Đại Việt Quốc Chúa Vĩnh Chấn Chi Bảo. Từ đây, bảo ấn này là vật báu truyền quốc của Quốc Chúa Đại Việt. Vua Gia Long từng dạy Thái tử Đàm, người sau này trở thành vị vua thứ hai của triều Nguyễn. Ấn báu này các đời truyền nhau, ngày xưa trải qua binh lửa thân người chẳng chắc mà vẫn giữ được trọn vẹn. Từ nay về sau phải lấy ấn này làm vật báu truyền ngôi, con cháu đời đời phải gìn giữ trao truyền cho nhau đến muôn năm lâu dài. Bao biến động của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam đều được chứng kiến bởi chiếc ấn mang hình tượng lân vườn ngọc. Đây là một sự kiện ẩn chứa nhiều thắc mắc cần được lý giải trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc. Chiếc ấn truyền quốc của các chúa thời Nguyễn cho thấy cái sự phân quyền của cái giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Ở đằng ngoài là các vua Lê chúa Trịnh, ở đằng trong là các chúa Nguyễn. Và cái giai đoạn thế kỷ này người ta gọi là cái giai đoạn lưỡng đầu chế, trong một mô hình nhà nước mà có đến hai bộ máy hành chính nhà nước độc lập tương đối với nhau. Thì các chúa Nguyễn ở đây là không sử dụng hình tượng rồng mà chỉ sử dụng hình tượng lân, là một cái biểu tượng thấp hơn so với rồng. Thì đó được coi như là một cái chính sách ngoại giao mềm mỏng của các chúa Nguyễn đối với các vua Lê ở ngoài. Và một cái sự mềm mỏng đấy khiến cho là gì? Nó chỉ mang tính chất hình thức. Còn thực chất các chúa Nguyễn hoàn toàn cai quản các cái lãnh thổ của mình ở phía đằng trong. Bên cạnh những ý nghĩa trọng đại của lịch sử, biến thể của lân là long mã ở cố đô lại được xuất hiện với nhiều dáng vẻ khác nhau. Linh vật mình ngựa, đầu rồng, mang trên mình bát quái, hà đồ hay cuốn sách cổ. Ở đây, lân hay long mã được coi là con vật thiêng mang đến nền văn minh Nho giáo và tri thức đạo học của Nho gia. Long mã như một điềm lành thể hiện sự thịnh trị của Nho học. Có lẽ chính vì lẽ đó mà triều Nguyễn đã sử dụng hình tượng long mã như biểu hiện thường xuyên nhất trong triều đại của mình. Cũng như rồng, rất nhiều cái nghệ nhân tài hoa khi thể hiện cái hình tượng của lân trong các cái biến thể khác nhau thì người ta đã có điều kiện chăm chút và thể hiện đạt đến cái trình độ nghệ thuật rất cao. Nghề lân này là nghề gia truyền. Khi mà thịnh hành á, là bắt đầu qua cái đời của ông bố thôi. Tức là lân bắt đầu có xuất hiện ra giữa quân chúng. Thì tất cả các phương xóm đều có chơi lân. Như tôi đây hơn 50 năm làm nghề, vàng sự khởi đầu nan. Lúc mới làm mới thấy khó, bỏ vô cùng trời đất. Ông lân phải nhẹ, mà nếu trường hợp lân nặng thì người ta múa rất là máu mỏi. Tức là ta múa mệt. Mà mình phải tìm cách, mình nghiên cứu, mình làm đăng để ông lân phải nhẹ đi. Có những lúc làm rất là buồn ở chỗ là không thành công, nhưng mà không chán, buồn mà không chán, chỉ có buồn thôi. Mình vẫn đeo đuổi, mình vẫn suy nghĩ tiếp và làm tiếp, vì cái sự đam mê mà nó cho mình một cái động lực. Trung thu và những chiếc đầu lân đã trở thành một phần trong ký ức đẹp của bất cứ người con nào trên dải đất Huế. Nghệ nhân Đoàn Văn Trai vẫn đang ngày đêm thắp lửa cho nghề truyền thống. Ông gắn bó với nghề gần như một duyên nghiệp, nhưng cũng xuất phát từ tình cảm trân trọng dành cho những giá trị truyền thống của đất cố đô. Những cái lễ hội vui này, người ta cũng cần đến lân. Người ta muốn ăn mừng một cái chi ta cũng nhờ đến lân này. Cùng lúc đó thì trung thu cũng thể thiếu lân này. Thì như vậy kết hợp tất cả ngoài cái
mà đã cần đến lân thì không bao giờ để lân bị là quên lãng. Nếu còn đôi tay, còn sức khỏe, cầm bút được, tôi vẫn tiếp tục đeo một ngày cho tới cùng. Xưa kia, đoàn múa lân được phân biệt bởi màu lông lợp trên cặp lông mày của con lân và thường được phân thành 3 đẳng cấp. Dâu trắng trên 25 năm, dâu đỏ trên 10 năm và dâu đen trên 5 năm. Tùy thuộc vào đẳng cấp của mình mà các đoàn làm đầu lân theo màu tương xứng. Múa lân ở Huế là sự kết hợp của múa và võ. Điều đó mang đến sự mạnh mẽ cùng nhiều động tác cầu kỳ mà múa lân không chuyên khó lòng thực hiện được. Để điệu múa lân sống động, hấp dẫn, người múa không chỉ biết đứng tấn để bộ pháp chững chạc, linh hoạt mà còn có cái tâm hòa hợp với cái hồn của con lân. Ta phải nhập cái hồn chúng mình theo con lân. Con lân đang nhảy mặt thì mình đang nghĩ, mình đang nhảy cũng mặt. Như vậy là tự chi của mình là hiện tại có người nhưng hòa nhập với tự chi hiện tại của con lân. Vì vậy con lân là múa nó sống, nó gây sống động. Đấy, sống động đó cái điều quan trọng nhất. Thật sự nếu mà mình mà kết hợp đó là cũng lẫn là bằng giấy, nhưng mình kết hợp với trí tuệ của con người mình vào trong đó. Nghệ thuật múa lân là văn hóa của Huế. Nếu mà Huế mà thiếu đi múa lân là giống như thiếu một cái hồn. Kỳ lân và biến thể của mình là Long Mã hòa kết với nhau trở thành một biểu tượng của xứ Huế. Nếu Huế là vùng đất của linh vật rồng, của hoàng đế, thì kỳ lân cũng là biểu tượng mang cốt cách rất Huế. Ý chí tung hoành, cốt cách quân tử của các bậc nam nhi đại trượng phu. Nhiều nghiên cứu phong thủy đã chỉ ra rằng đất Huế chính là giải đất mang dáng hình lân hí cầu. Hình tượng linh vật kỳ lân đã trở thành huyết mạch tâm linh thống nhất của cả một hoàng triều trường trị và để lại những di sản văn hóa đồ sộ cho đến ngày nay. Nếu không có hình tượng con lân thì thiếu đi sự nhắc nhở về một lối sống của người. Là con vật duy nhất có thật trong hệ tứ linh, linh quy hay chính là rùa được coi như linh vật trấn giữ phương Bắc, mang sức mạnh của huyền vũ với ý nghĩa trấn giữ và che chở. Linh vật rùa được tôn thờ như bảo bối phong thủy. Đón xem tập tiếp theo của series chương trình.